Bất ngờ khi buổi sáng hôm nay xuống tình cờ thấy chị Xuyến đang trang điểm hạ son đánh má hồng đánh phấn để đón người yêu hay gì đây nè. Thì nghe đâu đó thì hôm nay là hình như có người yêu chị Xuyến qua thăm, đến đi chợ mua vài con cá lau kiến về để đãi cho người yêu ăn. Thì để hiểu rõ câu chuyện buổi sáng Thanh Liêm muốn chia sẻ như thế nào, mời cả nhà hãy theo dõi video Thanh Liêm chia sẻ nhé. Vậy đó hả? Xin chào cả nhà nghe. Sáng nay Thanh Liêm xuống cập nhật tiếp tè chị Xuyến nữa cho cả nhà. Trời ơi, giờ này trang điểm đi đâu vậy? Trang... Đi đâu? Làm mặt đến chút đi mua cá lau kiến nè. Mua cá lau kiến về ăn nữa hả? Ủa, ngày hôm qua xử hết chưa? Hả? Đãi khách hết rồi hả? Hôm qua hả? Hôm qua còn. Trời ơi, cửa này thèm ăn cá lau kiến hả? Không, tự nhiên cái tính mua bảy kiến cá lau kiến gì đó. Về luộc xả hả? Ừ. Sáng giờ chưa đi chợ luôn. Còn cái cha đó, thằng nhà chị không có đi á. Ừ. Như vô học bài kìa. Vô học bài đi con. Ừ, vô đi. Đó. Đó, vô. Vô vô học bài đi. Học bài xong nè. Ừ, giỏi. Rồi hai đứa 10 điểm vô chổng làm bài tiếp đi. Chổng làm bài đi con. Ừ. Đẹp quá rồi, vô làm nữa đi cho mẹ coi nha. Vô làm nữa đi. Vô chậu luôn đi. Ừ, vô dắt Như dạy cho Như học đi. Vô rồi đó, ta vô rồi đó. Thấy chị Xím quánh cái kem giống cô gái tóc xù quá ta. Tới giờ cũng còn nữa hả? Mua gì nè, mua mà để sức lâu hết lắm. Vậy đó hả? Con hổ gì xài được bao lâu? Cả 2 tháng. Dữ vậy? Hổ này với thêm hổ qua hồng đen nữa. Vậy đó hả? Hai hổ sức mấy tháng, 3 tháng mới hết con kem. Vậy đó hả? Chị biết mấy tháng là chị mới sức kem lại ha? Bao lâu rồi? Gần 2 tháng nay đó. Vậy đó ha? Mới sức lại hôm nay. Sao vậy? Sao? Có sức á. Lâu rồi muốn sức sức vậy đó. Lâu muốn sức gì đó ha. Thích chứ là sức rồi ha. Anh biết sao không? Sao? Mình buồn giàu cái cũng là muốn trang điểm đó. Buồn gầu hả? Buồn chuyện gì mà gầu chuyện gì? Buồn chuyện như là chuyện này chuyện kia. Chàng ơi. Chàng ơi. Mẹ muốn mang chi cũng có làm. Chàng ơi. Chờ con coi có làm đâu. Ừ. Nè. Ừ, tội nghiệp quá ha. Ừ. Làm đâu. Kêu Như ra làm đi. Như ra làm móng tay cho mẹ kìa. Không muốn làm luôn, buồn. Như ngày qua nó phá tôi chàng ơi, cái điện thoại tôi về vô nước. Vậy hả? Nó tạt nước vô cái điện thoại bị vô nước. Vô rồi còn làm chứ buồn, nó khỏi làm luôn. Vậy đó hả? Ừ. Rồi đi chợ chưa? Tính chút nữa mới đi. Đợi chồng xuống chở đi hả vậy? chồng ta mình đâu. Vậy đó hả? Chờ bộ đánh hơi bộ bữa nay biết chồng xuống hả gì đây nè. Trang điểm lên lưng rồi thấy không? Thấy không? Đánh kem nè, tha son nè. Tới gì vậy? Từng biết không chưa? Đi, nói đi. Bà chị lên nhà. Từng biết không, nhiều khi á cá lau kiến ăn cho nó muốn ngán em ơi. Vậy đó hả? Từng hấp xả á, cái làm chấm ớt á, ăn ngon á. Thì sao sớm giờ tao không đi sớm thì sẵn xuống tao làm ẩm thực coi thử coi sao. Tính còn cá cha với còn chảo kho thì để nó nấu thôi canh bầu nó được rồi. Thôi. Nấu chưa? Chưa nấu nữa. Thôi. Nấu. Sáng ăn cháo. Sáng nấu cá cha, cháu nấu cá cha đó. Thôi. Ăn còn. Vậy? Gì vậy? Trẻ bông hoa đẹp lắm. Nó như nguyền á, có hoa tai, to màu đẹp lắm. Ừ. Đây, cả nhà thấy chị Xuyến này bữa nay nè thấy không? Đó. Tươi như hoa luôn thấy không? Đó.
tươi như hoa luôn. Ngày hôm qua chồng ghé rồi phải không? Ông anh ruột. Hả? Ông anh ruột. Vậy đó hả? À, chắc có chồng đâu. Chàng ơi. Chưa chồng chính thức, chưa cưới, chưa có. Vậy đó hả? Chồng ba không à. Vậy đó. Chàng ơi chàng. Vậy ngày hôm qua nghe tin nói chồng về ghé thăm. Mừng hết lớn ai luôn. Ai ăn ốc bắt mình đâu vỏ hả? Vậy đó. Là sao trời? Ai ăn ốc bắt tôi đâu vỏ. Tôi có ăn gì đâu bắt tôi đâu vỏ hả? Vậy đó hả? Rồi giờ có đi mua cá lau kiến không? Này. Có đi mua cá không? Chưa, chắc chút nữa mới đi. Chưa đi giờ đó. Rồi hiểu rồi. Đợi chồng qua chở đi rồi. Hết chỗ viết rồi, gần như nó hết chỗ viết rồi. Cho nó mua gì là mập. Ừ đẹp đó. Coi ừ. Coi đẹp. Ừ đẹp. Đẹp ha. Trời ơi nó vẽ gì trời, nó chỉ đẹp, gì vậy? Cái gì? Trời, sao? Vẽ đẹp đó. Vậy đó hả? Vẽ gì chứ? Vẽ gì? Mày vẽ gì hồi mày đừng vẽ hai quả diện sơn mày chỉ sao tao nghi quá à. Trời ơi trời dám lắm mà nó vẽ hai nó vẽ hai cái quả diện sơn kìa, hai quả diện sơn hả kìa, đó vẽ nữa kìa y gan luôn, bỏ tài như thiệt chứ. Viết vẽ đó ngày biết chơi gì không? Chơi gì? Đó ngày lấy kem son dầu thơm vậy đó hả, quần áo mới xong cái chuyển qua cái lấy đồ chơi đồ nít chơi đồ điện tử đồ đó ừ. Bắt đầu xong rồi nào lấy viết vẽ tối ngày vậy đó hả à, lấy tập viết vẽ o a vẽ được vẽ ừ. Chữ o vẽ được a o vẽ được ừ. Viết được luôn rồi vẽ bông hoa rồi tô màu rồi vẽ hình người tối ngày chơi như đó. Ở trên Long Xuyên có cái dạy, có cái trường dạy mấy đứa giống như nè ở Gò Bé nè à. Có đi lên đi xuống thì sợ chị cực đó. Cực gì đâu thì ấy mà các chị nhớ con chị đó chứ nghe thì... nói là mấy đứa bẩm sinh này vô chỗ nó học em á. Ừ. Học từ thứ hai đến thứ à. Bảy rồi rước về. Nè có một quyền vậy. Thì sao chị không lên hỏi thử đó đi chị Xuyến. À. Ừ. Để có sức không? Ừ. Trường đó như là không có tốn tiền á. 600 ngàn tháng chị hỏi rồi. Hỏi chưa? Tiền bạc thì mình không có nghĩ gì, ngặt cái bỏ con mình nhớ nó chứ. Ừ đẹp. Nó mà không bệnh em lắm anh Như. Ừ, vẽ môi mẹ luôn ha. Đức. Như mà không bệnh em. Như, đưa tờ giấy ịn vô cái môi của mẹ coi, môi mẹ đẹp xấu Như. Mẹ môi đang đỏ chót kìa Như. Ịn vô cái coi. Cái này của con nè. Ừ, quá giỏi. Ừ. Nhỏ này có khéo ha. Ừ, nhỏ này có khéo nè. Nó về tô màu vẽ đẹp, rất là đẹp. Ừ. Mình có tương lai nè. Ừ. Ừ, bà Như mới vẽ hồi mới vẽ hai cái núi. Dạ cho chị vẽ đi Quyền, dạ cho Như vẽ con qua đi con. Giờ này chổng chắc như cái chuồng heo á, chổng có mấy đứa đâu à. Chị dẹp rồi thôi, chắc cũng bài ra tủ đồ mua biết bao nhiêu cái nữa, nó cũng làm mấy này kia đồ lại chắc hết trơn. Nó quậy mà nít đâu phải vậy, nó có khỏe mạnh nó mới quậy chứ. Cậy đi em ơi con mình. Ừ. Chị á, cái tánh của chị ngộ lắm, ví dụ con chị khôn lắm chị cũng thương mà khờ thì chị cũng thương nhưng nghe mẹ nó làm cho mẹ nghe cái gì chứ nó cũng khờ đúng không mẹ nhìn em à. Chứ mẹ nhìn thì cái số của mình con nào thì mình hưởng con ấy nhìn em gì chứ nó bệnh gì chứ nó khôn mẹ nhìn em á mẹ thấy à kêu mẹ làm móng đi bồ, Quyền bồ. Ai cắt cái mái tóc nó vậy chị Xuyến nó cắt cho nó đó. Vậy mà nó mẹ nó cắt. Trời ơi thôi để kéo đồ máy đồ nước này kia nó lấy. Chai miếu nè. Nè mẹ, chai miếu nè. Chai miếu nè. Chai máu nè. Rồi cô có nhiều cô chú xem nó đừng có để cho nó cắt tóc hư hết trơn. Ok. Chị để kéo đó rồi nó vô tình nó lấy nó cắt cho chị đâu, chị đi thở cắt cho nó không à. Chơi mấy tóc bùm bê luôn rồi ha. À. Em bé mày ca luôn rồi. Bữa nay thứ bảy nghỉ bữa chủ nhật nghỉ thứ hai đi học lại. Ừ. Mẹ có chân con. Coi chân con bị gì vậy? Thì Như đi trúng gì vậy? À con đi dắt. Vậy? Con đi dắt hay gì? Không con Như làm trúng chân nắp đó không? Dạ. Như không gì cho con đi trước mà Như làm chân. Đừng biết cái da mặt chị hang, nếu mà chị mà xuất kem mà nhẹ như ta da mặt chị rất là mịn rất đẹp. Tại chị làm giấy xuất kem á. Xích đi cho nó mịn đẹp lại cho mấy ổng nhìn thèm chơi thôi. Thèm chơi làm kiểm chứ làm ăn gì được á. Sao vậy? Làm kiểm.
còn ăn được á nghe, chứ không có kiển đâu à. Chị trong có kiến rồi qua lại giờ thôi chứ không có gì đâu. Còn ăn được á, như kiển đâu kiển. Ăn thôi mình ăn. Dạ, quyết. Trời ơi, nó dịch. Ăn chị của mình ăn, tôi không ăn chị, ai ăn chị đâu. Chị đó, mà cần thấy vậy đó mà ông Tư, ông chị có mình ổng đó mà tối ngày ổng nghĩ xấu cho chị không à. Ừ, gì nữa đây? Dễ gì đây? Với mày quả quả hồi hai quả diện sơn cho chú Liêm coi coi. Liêm biết làm gì không? Làm gì? Làm đẹp mới có tủ để chị trong lúc tiếng ngồi đó để dọn chứ làm gì ăn. Đâu bây giờ làm sao cho coi đẹp thiệt đẹp coi. Làm coi. Thì cái dài đây kem son. Chưa chị, đẹp coi. Chuyện như kiển để dọn vậy thôi. Chưa có đẹp coi. Bữa hổm luôn thấy đẹp lắm, lúc mày làm hết đẹp ơi. Buồn gào em ơi. Chưa có vẽ chân mày chứ gì chứ. Gì? Thấy ngoài vùng ngoài mưa bão lụt rồi nước ngoài này kia đó. Thấy mà chị buồn, đâu vậy ăn hả? Uống gì thấy buồn quá à. Trời ơi. Thấy mình ở đây sung sướng còn ta mãi giờ màn trời chiếu đất mãi á. Đâu có ham vui gì nữa đâu. Vậy đó ha. Gần cả tháng nay luôn á. Vậy đó ha. Móng tay móng giờ không làm, mặt mày không sức kem luôn. Giờ này sức rồi. Ôi ơi, hay là nghe chồng chút xíu ghé thăm cái gì đây nè. Tại chị đi chợ rồi, bữa nay không sức gì chứ. Rồi giờ có đi chợ không? Chút mới đi. Vậy thôi vô làm đồ ăn đi. À. Ừ, vô nấu canh bầu canh bí gì đi. Màu, ừ, chào. Rồi.